Chào các bác nhá, hôm nay trời mưa. Đây này, vừa mưa xong. Đồng đầy nước này, chim đang ăn ở dưới đồng nước. Thì rất có thể là keo sẽ xông dính. Tuy nhiên là vì là ham thích rồi nên là tạnh mưa là tôi đi. Keo tôi cắm ở kia. Hơi mờ một chút, zoom lại tí nhá. Rồi, ok. Ở đây là cái bảng điều khiển. Hiện thì đàn chim đang ăn ở cái khu đồng này. Bấm nhá. Chim lên. Tôi chuyển luôn sang tiếng sẹt non. Các bác thấy nhanh không? Rất nhanh đúng không? Cũng không có gì phức tạp, tí tôi đi ra tận lơi tận sào cho bác xem nhá. Nhiều con không dính bởi vì trời mưa. Các bác nào mà thợ bẫy các bác mới biết được cái cảnh mà chim chân chim nó ướt nó không dính nó như nào. Xuống được vài con đàn chim nó bị hoảng và bỏ đi rất là nhiều rồi. Đó, bỏ đi. Xuống như vậy là cũng còn ít thôi. Ba phút rồi. Các bạn nào mua keo và mua loa liên hệ số điện thoại nhà tôi vẫn bán hàng nhá. Sẽ được tư vấn để mua hàng keo. Đây hôm nay thời tiết rất là mát. Chân chim nó bị ướt tuy nhiên là vẫn rất là dính. Thôi, tôi phải đi. Chim vẫn còn đang xuống nhưng mà cũng còn ít thôi. Tôi phải đi, không muốn để lâu. Đàn chim nó càng hoảng, để tí lại bẫy lại, tí mình quay lại mình bẫy kèo sau. Và có người đang đi tới kìa kìa. Nha, giờ tôi sẽ đi tận nơi các bác xem tận cận cảnh luôn. Ôi, nước ướt quá. Ươm lại cho lép. Đây sao chưa? Người dân đi đường đi đồng còn bảo là sao nhiều thế nhỉ? Đấy, một video tôi làm trực tiếp nha. Đây này.
Thực ra chim vùng nó khôn thì cũng chỉ được tầm này thôi. À, loa đây. Nha, tôi phải đi kèo tiếp. Bởi vì không có ai cầm máy cho nên tôi tắt máy đây.